Con ngoan trò giỏi gọi tên Thủy Tiên đen vâu, người sơ hở gặp gỡ quan chức nhà nước. His Excellency Asian Secretary General and Europe Representative of Asian Member Countries, I am honored to represent the Vietnamese youth. Người thì từng là nghệ sĩ duy nhất làm được điều này. Nấu cho các em ăn, dù anh không là đầu bếp giỏi, cũng là cách anh giúp chính mình bớt nghĩ suy cho đầu hết mọi. Hoa hậu Thủy Tiên ngày càng khiến nhiều người khâm phục về năng lực của mình. Nhìn lại các hoa hậu showbiz Việt thì Thủy Tiên có lẽ là một trong những người rất đặc biệt vì hoạt động cả ở chính trị ngoại giao. Cô nàng đã tham gia buổi đối thoại giữa Tổng thư ký ASEAN với thanh niên các nước ASEAN và Thủy Tiên cũng có những chia sẻ bằng tiếng Anh nghe rất đã tai. As Asian youth, we play a vital role in preserving and promoting our cultural heritage. Nhiều mẹ bỉm con vào mạng xã hội của Thủy Tiên xin vía có đứa con gái mắt lòng mắt dạ như cô. Trước đó, Thủy Tiên còn tham gia hội nghị nghị sĩ trẻ toàn cầu lần thứ 9 và Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã gặp mặt 20 thanh niên Việt Nam tiêu biểu tham dự hội nghị. Ngoài giỏi tiếng Anh, Thủy Tiên còn thành thạo tiếng Pháp và nói lưu loát tiếng Thái nên việc tham gia những buổi gặp mặt với các quan chức có dùng ngoại ngữ cũng không làm khó được nàng hậu. Thủy Tiên cũng từng chia sẻ hình ảnh giành được học bổng thạc sĩ tại một trường đại học nổi tiếng ở Thụy Sĩ. Dân tình khen cô là nàng hậu tài sắc vẹn toàn. Dù bình thường hay hài vậy thôi nhưng chị làm chuyện gì cũng tốt. Không chỉ là người giỏi giang, Thủy Tiên còn là con ngoan, hiểu chuyện. Ngay từ khi có danh hiệu, cô luôn nghĩ về gia đình của mình. Cô từng cho biết mình di chuyển nhiều, đi nước ngoài liên tục, nếu mua xe mà để một chỗ thì uổng phí. Cô cũng không mua đồ hiệu nhiều dù mình có khả năng. Vì thế, nàng hậu tích lũy để mua nhà cho mẹ và mua thêm một căn nhà cho bà, người đã nuôi cô khôn lớn. Ngoài Thủy Tiên thì trong showbiz Việt có một người nữa, đó chính là Đen Vâu. Anh từng là một trong 10 cá nhân nhận giải thưởng tình nguyện quốc gia năm 2023 do Trung ương đoàn công bố. Đen Vâu cũng là nghệ sĩ duy nhất trong 303 đề cử được trao giải thưởng tình nguyện quốc gia. Xin được chúc mừng và vinh danh ca sĩ Đen Vâu. Đến đây đủ thấy uy tín ra sao và không phải ai cũng có thể làm được. Hoạt động nghệ thuật, Đen Vâu ra MV nào cũng triệu view và ý nghĩa. Ở các buổi lễ vinh danh nghệ thuật đều không thể thiếu cái tên của Đen Vâu. Ăn thử những vị khách nhỏ, ăn hết sạch những đồ ngon. Đủ ăn cho em. Thì đang rất là lại thêm một lần nữa bất ngờ thưa anh ạ. Bởi vì không nghĩ sao là mình lại được giải nghệ sĩ vì cộng đồng. Trong gia đình, Đen Vâu là một người con hiếu thảo. Anh từng kể, thời điểm gia đình khó khăn, anh vẫn cố gom góp được một khoản đưa cho mẹ để mua một chiếc xe. Mẹ anh rất bất ngờ, hạnh phúc vì có thêm phương tiện kiếm sống cho gia đình. Khi nhận những đồng lương đầu tiên anh gửi về gia đình là mẹ rất vui, không phải vì cầm tiền của con, mà vì bà biết đứa trẻ đó đã khôn lớn, tự nuôi sống bản thân. Anh nhớ như in lần đầu mua được máy giặt cho mẹ đỡ vất vả, lần sơn lại nhà cho đỡ cũ, mua được bộ bàn ghế mới cho tươm tất. Cảm giác được đóng góp vào tổ ấm gia đình khiến Đen vô cùng hạnh phúc. Còn bạn thấy sao về Thủy Tiên và Đen Vâu? Hãy chia sẻ cùng Gian nhé! Nhớ bấm nút theo dõi kênh nhé!